Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì Phương Súp lại lên sóng và giới thiệu cũng như là để các bác cùng trải nghiệm về hai cái mẫu súp hơi của Mỹ mà đang có tại Trung tâm điện tử Hạnh Phương. Tất cả những hàng nhà Hạnh Phương thì số lượng hàng cực kỳ nhiều, mỗi một ngày đều có rất nhiều hàng về. Và trước mắt các bác thì buổi sáng ngày hôm nay đang về được tất cả là hai đôi 115 hàng rất mới và đẹp. Với lại 4 đôi 112M bát 30 hàng về thường xuyên và chiều nay lại tiếp tục về hàng nữa. Các bác có thể tham khảo để chúng ta đầu tư. Với những đôi loa 115 mà nó mới đẹp như thế này ấy, các bác nhìn em nói thật với các bác, nó chưa vệ sinh nhưng mà em cứ nhìn tổng thể nó đẹp thế này này. Đấy. Lau chùi vệ sinh đi thì nó mới đét đẹp. Thùng vỏ nó mướt thế này các bác. Ánh kim như mới. Với những đôi loa này thì hiện tại em đang bán với giá 14.500.000 đồng bao ship. Giá tại cửa hàng là 14 triệu. Và nếu không yêu cầu bao zin mà nắp những cái dòng mà ví dụ như là loa nó bị chết về can thiệp thì nó chỉ còn lại có 11.500.000 thôi. Đấy, cho nên là các bác cân đối xem lấy ở cái dạng nào thì alo cho em. Hàng em thì đầu tiên về thì 100% là zin, không có chuyện là không zin. Còn đâu thì ví dụ như các bác không cao zin thì em sẽ gọi bên thợ, nó sẽ có hàng không bao zin cho các bác, giá rất rẻ. Còn về bên này chúng ta sẽ quay này hai quả súp này. Hiện tại thì em đang quay giới thiệu các bác một quả súp đỏ như gái 18 luôn các bác. Quả súp 118. Các bác nhìn cho em nhé. Đây là nó được vệ sinh rồi này. Đen chuỗi chuỗi. Nếu các bác mua hàng, đố các bác mua ở đâu mà có hàng nó đẹp và nó chuẩn như nhà em này. Đấy. Tất cả hàng nhà em nó tuyển kỹ càng và đẹp như mới. Không có một vết rách hay một vết sầy ở trên sản phẩm. Những hàng mà nó không đủ tiêu chuẩn về hình thức này em cũng không nhập. Còn những cái bát này bao zin thì các bác còn đỏ chót như gái 18 luôn nhá. Chuẩn chỉ nét căng luôn. Con này hiện tại đây là hai quả súp mà được nhiều anh em dùng nhất. Và bây giờ ngày hôm nay thì các bác cùng so sánh cho em với hai cái cấu hình này. Bên này là quả súp hơi, còn bên này là quả súp điện bát 50. Dòng này là dòng đời 5, bát Neo 50 với mã là Eon 518S. Con này thì thùng gỗ bọc nỉ súp hơi. Con này thì nó là thùng gỗ được sơn sần. Về kích thước của nó thì bề ngang của hai con này thì xem nhau, nó rơi vào tầm khoảng độ 54 phân. Thế còn chiều sâu thì con này nó rơi vào tầm 60, còn con này nó rơi vào tầm khoảng 68, sâu hơn. Về chất âm thì mời các bác hãy cùng nghe và đánh giá. Với con súp Eon này thì nó quá VIP luôn các bác. Nếu nói có tiền để mà chơi cái dòng súp 518 Neo này thì tiếng bát của nó quá đỉnh. Con này thì chạy điện auto cả điện 120 đến điện 220. Cốt tự động, không phải chỉnh chiếc gì cả. Nó hay ở cái chỗ đấy các bạn. Đấy, mời các bác cùng lắng nghe nhé. Bây giờ em test thử cho các bác cùng nghe. Đầu tiên thì em sẽ bật từng quả một để các bác cùng nghe. Chiều nay thì em cũng đang gửi đi hai quả về chỗ Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hai quả súp 118 vừa rồi xe đã chuyển đi rồi. Bây giờ tiếp tục chuyển đi để chúng ta cùng lắng nghe xem là so sánh hai quả súp này. Súp thì Phương Súp nó quá đỉnh rồi. Nói đến súp Mỹ thì nhà Phương Súp nó quá nhiều. Đấy. Con súp Mỹ nếu mà bình thường thì súp điện đánh thường là thua súp hơi. Nhưng mà riêng nói về súp Mỹ thì nó tự động cắt giải tần và nó là dòng đời rất là cao. Cho nên là súp hơi của Mỹ với súp điện đánh, nếu như đánh giá một cách khách quan, thì con này
này nó là dòng bát neo và cái thùng nó có chiều sâu hơn. Thì tiếng xúc của con này nó lại có cái lực, nó có cái độ âm. Cho nên đánh cùng với công lực như thế, nhưng mà các bác thấy rằng là cái độ âm của nó làm cho cái mái tôn này nó rung hơn. Chứng tỏ rằng là cái độ âm tiếng đẩy xa của cái dòng xúc điện 518 này nó mạnh hơn cả so với xúc hơi luôn các bạn. Nhưng mà nói tóm lại là về mức đầu tư, quan trọng hơn là mức đầu tư, thì con này giá của nó có 11.500 thôi. Con này thì nó là xúc hơi, giá tại cửa hàng là 11 triệu. Thế còn con này nó xúc điện, giá của nó lại rơi vào tầm 24 triệu các bạn. Đầu tư nó hơn cả gấp đôi luôn, bởi vì đằng sau của nó có thêm một vỉ mạch. Còn con này nếu mà đánh thì chúng ta lại phải đầu tư cái đẩy của nó. Thì một con đẩy nó rơi vào tầm 4 triệu rưỡi nữa là ok. Bác nào có nhu cầu đầu tư đến những dòng súp mà hàng cao cấp của Mỹ, alo cho em với số máy 0971998555. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều.